we sail a little bit high. Nghe từ bây giờ quý vị ơi, quay vòng là mới rồi, quý vị nhanh tay lại chưa để đầu tư cho mình một tấm vé. Bây giờ là kích lệ tinh thần dùng cho chúng em. Và ngày hôm nay đó, chúng em dựng sẵn sàng phục vụ cho quý vị những tấm vé có ít rủi nhiều may. Thì một quý vị đã thương rồi, thương cho chó và gọt thì gọt cho trên quý vị ha. Quý vị đã đến đánh hát luôn tôi Nam rồi, quý vị thấy đó, số lượng khách càng ngày càng đông rồi. Cho nên chúng em đang chen trứng, đang chen lớn mà đi. Một có quý vị mà có lợi đụng không quý vị á, thì quý vị cũng từ bi hỷ xã bỏ qua dùm ngày mùng 1 ngày hôm nay quý vị. Ở đây ba anh trai quý vị ơi, ba anh trai không? Hình như là đây ăn chay hết của một mình, chị không ăn chay bởi vì lẹo lưỡi đó chị. Mà má ăn chay nguyên tháng đó bà. Ôi Phật. Với lệ có ăn chay không? Chắc có. Nhà có quán cháo đầu heo có ăn chay nữa hả? Trời ơi là trời rồi. Ngay từ bây giờ quý vị nào đã có chưa có vé thì nhanh tay đây chưa để đầu tư cho mình. Thường dạ. Người mà làm thiện á, họ ít ăn chay lắm tại vì tu tại tâm mà. Mấy người làm ác hay ăn chay cả tháng lắm. Ôi trời ơi. Sao mà biết được? Trời ơi, nó mặc bộ đồ kìa, đi đâu vậy? Đi chùa. Đi chùa hả? Trời ơi. Khoan, chỉ cho hai mẹ con đi tu luôn đi. Hai mẹ con đi tu luôn đi, khi làm chú tiểu còn bà làm sư cô. Rồi, nghe tụi bây giờ quý vị nào có vé trên tay tập trung dành sáng. Chuẩn bị giờ số luôn quý vị ơi. Con số gì ra sao?
con số chỉ ra mấy chỉ là con số chỉ ra na mười ba không phải ba không mười ba không phải ba không ta là số gì đây là con mười ba là con mười ba chẳng chẳng yêu 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 số gì đây yêu nữa con mười ba vui vẻ không bảo nha vui vẻ là con mười ba 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 là con mười ba con mười ba rồi nha.
vừa qua đã có anh trai đoạt giải. Đề nghị cô chú chị mình được gửi số hoạt lại vé rồi bước lên nhanh ơi. Và chúng ta cũng đến dòng loại tiếp theo, vẫn là 10.000 đồng một vé. Rồi, 23 giờ đến kêu qua. Có 1, 11, có 2, 38, 38 có 3, 50, lụm lúa, lụm gạo. Rồi, anh lấy con gấu đi anh, ừ lấy đi. Rồi, tặng anh một cái voucher nữa nè. Có chưa? Rồi, lát đem xuống nha. Rồi, mỗi phần thưởng sẽ được tặng kèm. Đó là một voucher từ thương hiệu làm tóc là Linh Salome. Đó nha quý vị nha. Tại Gò Vấp sẽ có giá trị là voucher làm tóc trị giá 1 triệu đồng dành tặng cho tất cả quý vị qua mỗi dòng loại lô tô. How far can we get if we sell a little?